xin chào anh em, tôi là Hàm Rồng đây. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Hàm Rồng Studio. Thì hôm nay tôi sẽ đi mở hộp cho anh em cũng như là đánh giá nhanh cho anh em về một cái thiết bị, đó là dơ le nhiệt. Thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em một chiếc dơ le nhiệt của Hàn Quốc, nó là của hãng LS. Thì trước tiên thì tôi sẽ điểm qua lại một số thông tin ở trên chiếc hộp này. Thì về bản thân tôi đánh giá thì khi mà những cái sản phẩm nó liên quan đến cái thiết bị của Hàn Quốc như là của hãng LS hay là các khí cu điện khác, thì những cái sản phẩm này thì ở bên ngoài thị trường thì về cái mức độ phổ biến cũng như là cái chất lượng và thiết kế của nó là khá là ok, nhất là những cái sản phẩm nó có liên quan đến của Hàn Quốc như là của hãng LS nó ở đây. Thì tất nhiên là ở ngoài thị trường nó cũng sẽ có nhiều cái sản phẩm khác nhau. Thì cái này của tôi thì đang có mức giá đâu đó vào khoảng từ 120 đến 150.000. Tất nhiên là nó sẽ tùy thuộc vào cái ampere mà anh em muốn mua, cũng như là cái mức độ loại to hay loại nhỏ, vào cái dòng điện mà anh em lựa chọn ấy, thì nó sẽ có giá tiền nó khác nhau. Thì chất lượng thì chẳng còn gì để phải bàn rồi. Thì những cái sản phẩm này thì nó tương đối là khá là tốt, đấy là theo bản thân tôi đánh giá là như vậy. Thì ngoài ra nó còn rất nhiều các sản phẩm của hãng khác. Thì ở đây thì người ta sẽ để cho anh em biết một số cái thông tin mà người sản xuất người ta đưa ra, ví dụ như là cái tên ký hiệu của nó là MT32 suộc H3H. Ở đây thì con này của tôi thì có cái dòng ampere có thể điều chỉnh từ 6 đến 9 ampere và một cái mã code để cho anh em check cái sản phẩm nó ra. Thì ngoài ra thì một số các thông tin khác ở trên đây thì nó không rõ ràng, tức là ở đây nó chỉ ghi bằng là tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh, thì những cái thông tin này thì anh em không cần phải quan tâm lắm cho tôi. Thì trên đây thì có ghi là nơi bán này. Bây giờ tôi sẽ mở cái hộp này ra. Thì ở đây nhá, trước khi mà tôi đi điểm qua lại cái dơ le nhiệt này thì tôi sẽ cho anh em biết là ở trên cái bao bì thì người sản xuất thì người ta đã in sẵn cho anh em một cái sơ đồ. Thì anh em cũng có thể là xem ở đây. Thì anh em để ý cho tôi nhá, thì đối với những người nào mà mới bắt đầu mà vào đi đấu nối thì chắc chắn là cái sơ đồ này nó là rất cần thiết rồi. Còn ai đã đấu nối lâu rồi thì chắc không cần quan tâm đến cái thiết bị này. Thì những cái sản phẩm nó như thế này thì đa phần anh em chỉ cần đấu nối được 1-2 lần là những cái lần tiếp theo là anh em sẽ đấu nối tương tự và hiểu được cái nguyên lý hoạt động của nó, thì là việc anh em sử dụng sơ đồ này thì nó cũng không cần thiết nữa. Nhưng mà đây sẽ là cái buổi mà tôi bóc cái sản phẩm này ra, nên tôi cũng muốn đi chi tiết hơn một chút cho những anh em nào mới hoặc là đang xem cái video này của tôi. Thì ở đây thì đây là cái sơ đồ mà anh em có thể là đấu nối vào động cơ. Thì đây là cái sơ đồ thứ nhất, và cái hai là cái phần cấu tạo cũng như là những cái mà anh em có thể test thử cái phần là tiếp điểm ở trên cái dơ le nhiệt này. Thì nếu mà có thời gian thì anh em cũng nên tham khảo ở đây một chút. Thì tôi cũng sẽ đi kỹ hơn ở cái phần dơ le ở đây. Thì cái này tôi sẽ để gọn lại sang một bên. Về cấu tạo thì anh em có thể là để ý này. Ở đây thì người ta sẽ cho anh em ba cái tiếp điểm ở đây, 1, 2, 3. Thì ba cái tiếp điểm này anh em có thể là anh em đấu ra động cơ. Thì ở phần cái dây đồng trên này là ba cái phần dây mà anh em đấu vào cái trong cái phần là contactor ấy, nó như thế này. Ở đây tôi cũng có một contactor nhé, ba phần dây đồng này, cái dơ le nhiệt này và contactor này, nó sẽ đi kèm với nhau là một bộ nhé. Thì anh em có việc đấu nối như thế này ở đây vào ba cái thanh ốc này. Đấy. Nhưng mà cái vấn đề đấy thì tôi cũng sẽ không bàn tới. Thì ba cái tiếp điểm này thì anh em đấu ra động cơ. Tại vì khi mà người ta thiết kế thì người ta đã đấu nối nó đi kèm với nhau thành một bộ. Ở trên này thì người ta sẽ cho anh em một cái núm điều chỉnh. Cái núm điều chỉnh này tức là điều chỉnh cái dòng cái ampere của nó thì đang rơi vào khoảng từ 6 đến 9 ampere. Thì khi mà anh em mua cũng như là khi mà anh em tính toán ra được cái thiết bị này chọn lựa loại nào thì anh em chỉ việc anh em ra hàng thì anh em bảo họ thì người ta sẽ lựa chọn cho anh em những cái sản phẩm với cái dòng ampere nó tương ứng, ví dụ như từ 6 đến 9 ampere thì thiết bị này nó sẽ tương tự như vậy. Tất nhiên là nó sẽ phụ thuộc vào cái con động cơ của anh em cũng như là phụ thuộc vào cái cách mà anh em tính toán nó như thế nào và anh em có thể lựa chọn ra thiết bị này. Thì ở đây anh em cũng có thể anh em điều chỉnh bằng cái núm ở trên này, được chưa, 6 này, 7,5 này, 9 này, thế anh em chỉ việc anh em điều chỉnh ở đây cho tôi, được chưa.
Đây là những cái mà thông số mà anh em điều chỉnh cái dòng dòng AME nhé. Và bên này là cái nút đỏ này là cái nút test để cho cái việc mà anh em sử dụng, anh em test cái sản phẩm nó hoạt động hay không. Thì thay vì là anh em cứ chờ các tiếp điểm phía dưới này nó hoạt động thì anh em có thể test trực tiếp ở đây bằng cách là anh em kéo cái lẫy này lên nhé. Anh em kéo cái lẫy này lên thì anh em có thể là để ý này, cái phần chip của tôi này nó chuyển sang màu vàng này, được chưa? Thì sau khi anh em test xong thì anh em nhấn reset lại. Đấy. Thì trong nhiều cái trường hợp ấy, thì những cái thiết bị này khi mà nó được đấu nối ở bên ngoài ấy, thì có những cái trường hợp mà con động cơ nó bị sự cố, nó quá tải đi, thì cái hiện tượng này, tức là cái nút, cái phần chip này của tôi nó sẽ chuyển sang màu này, nó chuyển màu này để nó thông báo cho người dùng biết là cái thiết bị này đang có sự cố nhảy đuôi. Thì anh em có thể là dựa vào những cái đèn ở đây mà anh em có thể kiểm tra, hoặc là anh em có thể là test trực tiếp bằng cách anh em kéo nút ở trên này, kéo cái phần nút đỏ lên là ok. Sau khi anh em kéo xong thì anh em nhớ phải reset lại nhé. Hay là anh em có thể anh em điều chỉnh cái ampere ở đây thì anh em chỉ cần là anh em sử dụng một cái tua vít, anh em vặn theo cái dòng ampere nào nó đúng theo cái yêu cầu của anh em sử dụng là ok. Sau anh em nhấn reset lại là động cơ cũng như là thiết bị có thể hoạt động lại bình thường. Thì ngoài ra thì ở đây thì người ta sẽ cung cấp thêm cho anh em bốn cái tiếp điểm, thì trong đó thì có cái cặp 95, 96 là những cái tiếp điểm thường đóng và 97, 98 là cặp tiếp điểm thường hở. Thì mục đích của người ta ra bốn cái tiếp điểm ở đây thì anh em có thể là anh em đấu ra đèn để thông báo để cho người dùng biết là thiết bị đang gặp sự cố. Đấy là tùy thuộc vào cách đấu nối của anh em, được chưa? Thì là bốn cái tiếp điểm ở đây. Thì ngoài ra để cho anh em hiểu rõ hơn thì anh em cũng có thể lật ra phía bên hông, thì người ta đã có một cái sơ đồ đó là rất rõ ràng. Thì ở đây thì có cặp 96, 95. 95, 96 là cặp tiếp điểm thường đóng. Cặp 95, 96 là tiếp điểm thường đóng và cặp 97, 98 là tiếp điểm thường hở. Thì ngoài tiếp theo là ở dưới này thì nó là một số cái thông số nhưng mà nó không liên quan đến sản phẩm. Nó có liên quan đến sản phẩm nhưng mà đấy là những cái thông tin nó không quá quan trọng nên tôi sẽ không điểm qua để cho anh em nó biết. Chủ yếu là những cái tiếp điểm ở trên này, cặp 95, 96 này, 97, 98 này, những cái tiếp điểm mà anh em hay sử dụng nhất, cũng như là cái phần điều chỉnh ampe ở đây là những cái điểm mà nó quan trọng nhất để trong cái quá trình mà anh em làm việc, để anh em có thể hiểu, anh em sử dụng được nó tốt hơn. Ba cái tiếp điểm phía dưới là ba cái tiếp điểm ra động cơ, phần núm điều chỉnh này, phần núm điều chỉnh cái mức độ ampe này, cái dòng ampe này, và bốn cái tiếp điểm 1, 2, 3, 4, 95, 96, 97, 98, những tiếp điểm thường đóng và thường hở, được chưa? Và trên này nó có ký hiệu là MT32 là kiểu của sản phẩm thôi. Ba cái phần dây đồng ở đây thì anh em đấu trực tiếp vào contactor, thì ba cái phần dây đồng này nó sẽ đi thông trực tiếp xuống đây. Rồi, thì tôi cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây. Thì anh em ai thấy hay hãy like và subscribe kênh cho tôi. Xin chào.